Chào các bạn nhé, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài cái TIA POTOVER 15 15.1 này à, Thì để cấu hình cái máy tính để cài thì mình show cái cấu hình của mình nhé Đây, Win 10 Pro uh, Processor là CPU là i9-9900K 16GB RAM, 64bit được à, Cái này thì chiêu treo thôi, nhưng các bạn thực ra là các bạn cài trên uh, i5 được Trước mình cài i5 được không sao hết đây là cấu hình mình mới build thôi ok chưa đây chúng ta sẽ có phần mềm là à, chúng ta sử dụng mấy cái bản này thôi uh, tia photo uh, step 7 pro vcc pro professional đó simatic uh, pc sim vcc runtime professional đấy chúng ta sử dụng mấy cái professional đó luôn bởi vì là chúng ta sẽ mua license của mấy anh trên mạng được chưa rồi trước tiên thì chúng ta sẽ cài cái tauto step 7 run và ngồi đợi thôi tất nhiên là máy càng cấu hình càng cao thì nó chạy nó sẽ càng tít hơn đúng không càng nhanh hơn rồi ở đây nó chọn cho chúng ta cài là ngôn ngữ đây chọn tiếng Anh đi đúng không bỏ hết mấy thằng kia đi next rồi chọn hết tất nhiên là cài bổ C rồi đúng không à, các bạn phải chống chống nhiều vào nhá ổ C ổ cái win ấy nó chống nhiều một tí đây của mình nó đang chống 185 g này chúng ta chọn vào cái accept này đấy chọn hết vào nếu mà các bạn không chọn vào thì thấy cái dấu đỏ ở trên này tức là chưa cài được, chúng ta phải next. Accept tiếp. Rồi, và bây giờ ngồi đợi. Đây cái máy của mình nó đang báo là phải còn 41 phút nữa này. Nó không có GPU nó chỉ có GPU onboard nó hỗ trợ thôi còn cái cạc rời của chúng ta nó không hỗ trợ. ok thì cứ ngồi đợi thôi nhé rồi các bạn nhé thì sau một hồi cài đặt chờ đợi thì bây giờ nó bảo mình là phải restart lại cái máy tính thì bây giờ mình sẽ đi restart lại cái máy tính này để sau đó nó cài đặt tiếp nhá rồi thì sau khi mà mà restart lại máy tính ấy thì nó báo lên này cái này các bạn không không cần quan trọng lắm nhá chúng nó đòi chúng ta chọn cái cạc mạng của chúng ta chúng ta cái chọn bừa một cái cạc mạng của chúng ta dùng đi đây mình sử dụng cái cạc uh, Ethernet của mình đây này Ok, sao nó không hiển thị đó Nó hỏi with right, check for update automation à, Chúng ta bỏ đi Cancel đi Chứ update vì đã cài xong đâu Ở đây chúng ta mới cài được gì ạ Mấy cái thằng này Bây giờ chúng ta còn một số thứ nữa Chúng ta phải cài đặt Đấy, chúng ta phải cài đặt cái thằng WCC Runtime này để chúng ta chạy cái thằng WinCC Runtime Professional Chợ, chúng ta phải cài cái PC SIM để chúng ta mô phỏng đấy nó còn nhiều phết đấy trong này thì đây chúng ta nó có cái WinC ở đây mình giải nén ra rồi cài ở trong này thôi để chúng ta lại chạy tiếp ờ, nó nói là current path is too long tức là cái 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 đường dẫn này nó hơi bị dài mình sẽ copy nó ra ngoài luôn ngoài desktop này rồi thì copy ra đây rồi các bạn vào nó và chạy lại thôi khi mà các bạn để cái thư mục mà cài đặt nó ở quá sâu trong cái ổ chúng ta nó nằm trong nhiều cái thư mục con ấy thì khi các bạn cài thì nó sẽ báo là là cái đường dẫn cái path của chúng ta nó quá dài nó không có thể lấy được thì chúng ta có thể copy ra desktop hoặc là chúng ta đưa ra một cái ổ phân vùng cấp 1 thì nó sẽ cài được các bạn nhé Ok chúng ta ấn next Đây Và chúng ta đang sử dụng cái Simatic WinCC Runtime Professional 15 V15.1 Chúng ta sử dụng cái này thôi Còn những cái khác thì các bạn không cần thiết Đây nó chọn cho chúng ta rồi Chúng ta cứ ấn next thôi tất nhiên là vẫn phải chọn đi ạ license, config, accept, install. ở đây nó sẽ gì ạ? nó sẽ cài một cái Microsoft SQL Server. cái thằng này nó đang uh, check update thì mình tắt nó đi. rồi bây giờ nó lại đòi là restart computer thì mình sẽ phải restart lại nó đấy. Rồi thì sau khi mà chúng ta đi tắt lại cái máy tính thì nó sẽ nó sẽ cài đặt tiếp đây các bạn này. Nó đang chạy 16 trăm này. Chúng ta đợi xem nó ra cái gì nhá. Cái này là cứ phải bật tắt máy tính liên tục ạ. Rồi. rồi, bây giờ nó cài nó báo còn 12 phút này. Rồi thì khi mà cái xong các bạn thì nó nó hiển thị cái phần license transfer này. Các bạn là menu license transfer hoặc là rich license transfer chúng ta bỏ qua đi, skip bỏ qua cái bước này. Đấy. Tí nữa chúng ta tạo cái license cho nó sau đúng không? Thì tốt nhất là khi mà các bạn làm cái việc gì đó ấy, thì cái cái phần uh, mua bản quyền thì các bạn nên mua nhé bởi vì người ta mất bao nhiêu công sức người ta tạo ra thì các bạn cũng nên uh, bỏ ra một cái cái chi phí nào đó để cho cái vấn đề học học tập của chúng ta đó. Còn nếu như mà ví dụ như là sinh viên Ok nghiên cứu thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng một số cái nguồn product update không có search finish kết thúc. Được chưa? Xong. À, có các kiểu rồi. Bây giờ chúng ta cài thêm một cái để mô phỏng nữa. Mô phỏng đây. Được chưa? Chúng ta lại chạy Thế nên là mỗi một lần chúng ta cài những cái phần mềm của Siemens này này, có khi mất cả tiếng, vài tiếng. Ok. Nó vẫn cứ như vậy thôi mà. Rồi, lại tiếp tục đợi. Rồi thì đến đây nó kết thúc rồi Nó bắt chúng ta restart cái computer Thì chúng ta chọn cái No I will restart my computer later. Finish Thì chúng ta từ từ đã hãy restart Mà chúng ta sẽ làm nốt một cái bước Đó là chúng ta sẽ tạo bản quyền cho nó Ở trên này chúng ta sử dụng cái SKB này Đấy Chết rồi à, Xin lỗi các bạn là chúng ta sẽ phải Rồi các bạn ấy thì vừa đấy mình mới giải nén lại cái file đi Chúng ta vào cái sim này Đấy nó báo là gì ạ Báo là cái này là có virus Đấy cái này rất là quan trọng nhá Ý 10 đấy mình làm lại cho các bạn xem là tại sao nó lại, lại có cái bước đấy Bây giờ mình xóa lại cái thư mục đi này Rồi bây giờ mình sẽ vào gì ạ Các bạn uh, đây chuột phải này chọn vào display setting cũng được các bạn chọn vào about đây đủ in 10 nhé các bạn nhé còn cái in khác thì các bạn tìm cách tắt cái virus này đi này đấy c detail in windows đấy và cái virus này các bạn à, virus android protection setting chúng ta vào nằm cái setting tắt nó hết nó đi đấy có bao nhiêu thằng tắt hết rồi đi lúc này chúng ta update lại này đấy nó báo virus pro protection cái này nó đã bỏ đi rồi thì chúng ta mới mới cho được cái file cái ra nhá rồi bây giờ mình sẽ giải nén lại cái file này rồi sau khi mà giải nén lại thì đây cái file đấy nó nó là cái file này này chúng ta có thể mở ra click đúp vào rồi nhưng mà các bạn lưu ý nhé khi mà tạo bản quyền này mình dùng cái nào thì mình sẽ 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 lấy cái đó thôi chứ các bạn đừng có mà xem các các mấy cái ông mà làm à, là chúng ta cứ lấy đại lấy tất thì có lúc nó sẽ không được đâu nhá. mình mở cái license lên cho các bạn xem này, mở cái license manager lên đấy. chọn missing license này tức là những cái mà chúng ta chưa có có được cài được, chưa có license. đấy chúng ta sử dụng uh, những cái nào chúng ta dùng thôi. ví dụ như là chúng ta sẽ sử dụng là step 7 professional được chưa? Uh, WinCC Professional Runtime chúng ta chọn số tác lớn nhất đây này Runtime RT là Runtime tác đấy chúng ta chọn cái lớn nhất Tí chúng ta chọn một cái chọn lớn nhất Thế thôi Đúng không Ok bây giờ chúng ta chọn nhá Với này với Tia Proto này sẽ step 7 Professional trước Chúng ta sẽ tìm đến cái thằng gì ạ Đây Professional V15 đây được chưa đây nó là thằng này đấy chúng ta gì ạ kích vào mở khóa được chưa à, đấy là step 7 professional còn tiếp photo này nó kích đúc vào chọn cái v 15 1 đấy À, chúng ta sẽ tìm đến cái gì ạ? cái WinCC Đây, Professional Max Được chưa? Một thằng này, cho nó lên luôn Tiếp tục Đây, thằng này nữa Được chưa? Rồi ờ, xem mình xem xem con thằng nào. Đây, S7 này nữa này. V15 này, P, PCC mẹ mua phỏng ấy. Mình sẽ chọn cái ran tham nhiều tác nhất đây nữa này. Ok. Chúng ta tạo bật quyền cho nó, tắt này đi. Rồi, bây giờ chúng ta có thể là phải restart lại. Đây, chúng ta tạo được rồi đấy. Có có thể là các bạn phải restart lại máy tính nhé. Còn đây mình chưa restart lại thì nó đã có sẵn những cái này rồi. Nó, nó đã được những cái này rồi. Được chưa? Rồi, bây giờ gì Vừa nãy mình tích nhầm sao chọn một cái 512 này nhỉ? 5.000 này thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ diện vào cái thằng tia photo này đấy bây giờ chúng ta sẽ thử tạo một cái project rồi config device add new device Rồi. Ở đây nếu mà chọn được thì là ok không có vấn đề gì đúng không? Nhất là cái thằng VCC này này. Đấy, như này là ok rồi. Được chưa? Thì cái video này mình hướng dẫn cài đặt thì xin được kết thúc ở đây. Chào các bạn.